Chào các em. Ở tiết trước, cô và các em đã tìm hiểu một phân tử axit nucleic. Đó là ADN. Hôm nay chúng ta sẽ học một phân tử axit nucleic còn lại. Đó là ARN. Hay đọc với cái tên đầy đủ là axit ribonucleic thông qua bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN. Bài này bao gồm hai nội dung chính. Phần thứ nhất, các em sẽ được tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của phân tử ARN. Và phần thứ hai là phân tử ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Cái nguyên tắc này có gì giống và khác so với phân tử ADN? Về phần cấu tạo, các em quan sát cái mô hình cấu trúc bậc một của một đoạn phân tử ARN. Và chúng ta biết rằng cái ARN là một trong hai loại axit nucleic. Do đó, nó cũng có cấu tạo, các cái thành phần hóa học giống như là phân tử ADN. Đó chính là nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. Tiếp tục là các em nhìn vào cái hình ảnh này, chúng ta thấy được là ARN được cấu tạo là một chuỗi xoắn đơn. Nó sẽ khác với ADN. ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song xoắn đều, còn ARN nó chỉ có một chuỗi thôi và nó là xoắn đơn. ARN là một đại phân tử, nó được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và đơn phân của nó là các nucleotide. Có bốn loại nucleotide mà các em nhìn thấy ở trên hình. Đó là A là adenine, G là guanine, X là cytosine và một cái loại nu mới xuất hiện ở đây, đó chính là loại U, là uracil. Các em ghi phần này vào trong tập. Chúng ta so sánh phân tử ADN đã học, thì ARN và ADN nó có những đặc điểm gì giống và khác nhau? Các em hãy cùng quan sát cái hình ảnh sau đây. Điểm giống nhau. ADN và ARN đều được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. Đặc điểm thứ hai mà hai cái phân tử này nó giống nhau nữa, đó là các cái nucleotide trên phân tử ADN và ARN nó đều liên kết với nhau, tạo thành cái dạng chuỗi xoắn. Liên kết này là lên lớp 10 các em sẽ được học. Đó được gọi là liên kết phosphodiester. Và một đặc điểm nữa, đó là ADN và ARN đều là các cái đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân và chủ yếu là có bốn loại đơn phân. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những cái điểm khác nhau của phân tử ARN và ADN về số mạch đơn nè, so sánh về các loại đơn phân, so sánh về khối lượng và kích thước của phân tử. Đầu tiên, về số mạch đơn, chúng ta dễ dàng quan sát thấy nếu như là ARN chỉ bao gồm có một mạch đơn thì ADN nó sẽ bao gồm hai mạch. Về đơn phân, phân tử ARN được cấu tạo từ bốn loại đơn phân, đó là A, U, G, X. Thì ADN nó có bốn loại đơn phân luôn, nhưng mà nó sẽ có sự khác nhau. Đó là A, T, G, X. Loại U và loại T nó sẽ khác nhau. Còn lại ba loại nu còn lại nó sẽ có sự giống nhau. Về khối lượng và kích thước, thì khối lượng của ARN nó sẽ bé hơn. Vì nó có kích thước là từ hàng trăm cho tới hàng nghìn nu thôi. Nhưng mà cái ADN á, nó có kích thước lớn hơn rất là nhiều. Nó có thể lên đến hàng vạn cũng như là hàng triệu nu. Vậy thì ARN nó có chức năng gì? Chúng ta sang phần 2 nhỏ, chức năng của phân tử ARN. Cô giới thiệu cho chúng ta một số loại axit ribonucleic. Có ba loại chủ yếu, đó là ARN thông tin, được ký hiệu là mRNA.
ARN ribosome, ký hiệu là RARN, và ARN vận chuyển, ký hiệu là TARN. Thì tùy theo cái chức năng mà các ARN này nó sẽ được chia ra làm ba loại khác nhau. Cụ thể như là cái mRNA này á, nó sẽ có một cái vai trò, đó là truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp. Còn cái tRNA nó sẽ có chức năng là vận chuyển các cái axit amin tương ứng đến nơi tổng hợp protein. Thì cái phần này á, là các em sẽ được học ở bài số 19, cô sẽ giới thiệu cái phần này kỹ hơn. Còn RARN á, nó sẽ là cái thành phần cấu tạo nên ribosome. Cái ribosome này là nơi tổng hợp ra protein. Thì bài 19 là các em sẽ được học ba cái phần này kỹ hơn. Các em ghi phần này vào trong tập. Căn cứ vào chức năng, chia ARN làm ba loại. mRNA được gọi là ARN thông tin, sẽ truyền đạt thông tin cấu trúc của protein. tARN gọi là ARN vận chuyển, sẽ vận chuyển axit amin tương ứng đến nơi tổng hợp protein. Và RARN là ARN ribosome, nó sẽ cấu tạo nên ribosome nơi tổng hợp protein. Nếu như ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về phân tử ADN, tiến hành quá trình nhân đôi sẽ tuân theo hai nguyên tắc, đó là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. Thì đối với các quá trình tổng hợp phân tử ARN, nó sẽ tuân theo nguyên tắc nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đó sang phần 2 la mã. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Ngay sau khi các cái phân tử ADN tiến hành quá trình nhân đôi, thì phân tử ARN nó sẽ tiếp tục tổng hợp dựa vào cái mạch khuôn của phân tử ADN, nên vị trí mà nó xảy ra cái quá trình tổng hợp ARN đó chính là trong nhân tế bào, và thời điểm xảy ra nó cũng là ở kỳ trung gian. Quá trình tổng hợp cái phân tử ARN diễn ra như thế nào? Thì chúng ta cùng quan sát đoạn video sau đây. Khi bắt đầu tổng hợp ARN thì ADN nó sẽ được tháo xoắn và tách dần ra tạo thành hai cái mạch đơn. Đây là diễn biến đầu tiên. Các em nhìn thấy là đồng thời á, các nucleotide trên cái mạch vừa được tách ra, nó sẽ liên kết với các nucleotide tự do ở trong môi trường nội bào, tạo thành từng cặp để hình thành dần dần nên cái phân tử ARN. Rồi, chúng ta thấy là khi kết thúc thì cái phân tử ARN này nó liền được tách ra khỏi cái ADN á, và sau đó nó sẽ rời nhân đi ra cái tế bào chất để thực hiện quá trình tổng hợp protein. Các em ghi cái phần diễn biến này lại. Cái phân tử ARN này nó được tổng hợp dựa trên một cái khuôn mẫu của ADN, và nó sẽ mang thông tin cấu trúc của một loại protein nên nó sẽ được gọi là mRNA. Cái quá trình tổng hợp tARN và RARN nó cũng sẽ theo cái nguyên tắc tương tự. Nhưng mà sau khi được hình thành á, thì mạch nucleotide nó sẽ tiếp tục hoàn thiện để hình thành nên cái phân tử tARN hay là RARN hoàn chỉnh hơn. Cái quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo nguyên tắc nào? Chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, đó là nguyên tắc tổng hợp. Các em quan sát hình, thì chúng ta thấy là chỉ có một trong hai mạch của phân tử ADN là mạch khuôn. Do đó thì chúng ta gọi đây là nguyên tắc khuôn mẫu. Sau đó dựa trên một cái mạch đơn của ADN thì các nu của môi trường nội bào nó sẽ liên kết với các nu ở trên mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung. A ở trên mạch gốc nó sẽ liên kết với U của môi trường,
T của mạch gốc nó sẽ liên kết với A của môi trường, G của mạch gốc nó sẽ liên kết với X của môi trường và X của mạch gốc sẽ liên kết với G của môi trường. Các em hãy nhớ cái nguyên tắc này để sau này chúng ta sẽ làm bài tập. Thực chất ra phân tử ARN nó chỉ được tổng hợp từ một mạch của phân tử ADN thôi. Do đó trình tự của phân tử ADN nó sẽ quyết định cái trình tự của phân tử ARN vừa được tổng hợp. Như vậy thì ở đây mối quan hệ giữa gen và ARN đó chính là trình tự các nucleotide trên mạch khuôn của gen nó sẽ quy định trình tự các nucleotide trên phân tử ARN. Các em ghi nhận phần này vào trong tập. Các em hãy xem lại quá trình tổng hợp nên phân tử ARN. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Phần này là chúng ta đã được học rồi đúng không? Đây là cấu tạo của một cái nhiễm sắc thể. Nó bao gồm có một phân tử ADN và protein lõi histone. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free. Đầu tiên thì một loại enzyme nó sẽ đi qua cái phân tử ADN và nó sẽ duỗi xoắn làm cho cái phân tử này nó sẽ tách ra tạo thành hai cái mạch đơn. Bases in the nucleus. The DNA code. Và các nucleotide tự do ở trong môi trường nó sẽ đi vào, nó sẽ gắn với lại cái mạch khuôn ở trên phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung. Đó là A của môi trường sẽ liên kết với T của mạch khuôn, U của môi trường sẽ liên kết với A của mạch khuôn, G của môi trường sẽ liên kết với X của mạch khuôn và X của môi trường sẽ liên kết với G của mạch khuôn. Determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This. Các em chú ý là chúng ta chỉ có một mạch của ADN được dùng làm mạch khuôn để tổng hợp nên cái phân tử mRNA thôi nhé. Here is a cell, the base. A strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Sau khi được tổng hợp xong á, thì mRNA này nó sẽ chui ra khỏi nhân để nó thực hiện cái quá trình tiếp theo mà ở bài sau chúng ta sẽ được học. Chúng ta sẽ củng cố lại cái bài mà chúng ta vừa được học ngày hôm nay. Đó là mối quan hệ giữa gen và ARN. Phần đầu tiên chúng ta đã được tìm hiểu, đó là phân tử ARN
À, có cái tên đầy đủ là axit ribonucleic. ARN là một đại phân tử hữu cơ, nó có cấu tạo là một chuỗi xoắn đơn. Cấu tạo của nó bao gồm các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ARN là một cái cấu tạo đơn đa phân bao gồm các cái đơn phân liên kết lại với nhau, và đơn phân của nó là các nu A, U, G, X. Chức năng của ARN, dựa vào chức năng người ta sẽ chia ARN ra làm ba loại, đó là mRNA được gọi là ARN thông tin, tRNA được gọi là ARN vận chuyển và rRNA được gọi là ARN ribosome. Về nguyên tắc tổng hợp ARN thì cái địa điểm là nó sẽ nằm ở trong nhân tế bào, ở trên nhiễm sắc thể và diễn ra ở kỳ trung gian. Tổng hợp của nó là dựa vào cái ADN, và các em nhớ là nó chỉ dựa vào một mạch của ADN thôi, và mạch đó được gọi là mạch khuôn, là dưới sự tác động của enzyme. Rồi về diễn biến của quá trình tổng hợp ARN thì cô đã chiếu cho các em xem những cái đoạn video rồi. Nguyên tắc của tổng hợp ARN thì nó sẽ tuân theo hai cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc khuôn mẫu, có nghĩa là chỉ dựa vào một cái mạch ADN để làm khuôn thôi. Và nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc bổ sung, có nghĩa là A sẽ liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G. Về mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa gen và ARN thì nó sẽ là cái trình tự nu ở trên ADN á, nó sẽ quy định là cái trình tự nu ở trên mRNA, và ARN này á nó sẽ truyền đạt những cái thông tin di truyền. Củng cố, các em sẽ làm một số bài tập nhỏ sau đây. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau, bao gồm có hai mạch, đó là mạch 1 và mạch 2. Gen chính là một đoạn của ADN, nên là ADN nó sẽ có cấu tạo là hai mạch. Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch thứ hai. Dựa vào cái mạch 2 là mạch khuôn thì chúng ta sẽ tổng hợp được cái một cái mạch ARN, thì đây là mạch 2. Rồi, chúng ta hãy viết cho cô cái đoạn mạch ARN. Thì chúng ta biết rồi, T của mạch gốc sẽ liên kết với A của môi trường nội bào. A của mạch gốc sẽ liên kết với U. Các em nhớ nhé, trên cái mạch ARN thì nó sẽ không bao giờ có T, mà nó chỉ có A, U, G, X thôi. Và ngược lại, ở trên cái mạch của ADN thì nó sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của U nhé. Vì nếu mà các em ghi U vào, có nghĩa là nó đã sai nguyên tắc rồi. Tiếp theo, X của mạch khuôn sẽ liên kết với G trong môi trường nội bào. G sẽ liên kết với X. Tiếp theo, A sẽ liên kết với U. G liên kết với X. Và cuối cùng là X liên kết với G. Vậy là dựa vào một cái đoạn gen, cô đã viết được một cái đoạn mạch ARN. Bài tập thứ hai, cho một cái đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotide như sau. Hãy xác định trình tự các nucleotide trong đoạn gen đã tổng hợp nên cái mạch ARN nói trên. Có nghĩa là đề đang yêu cầu chúng ta là viết mạch ADN. Đây là mạch ARN của cái đề cô mới vừa chép lại. Vậy thì nó sẽ được tổng hợp từ một cái mạch khuôn, đó chính là ADN. Thì A sẽ liên kết với T, U sẽ liên kết với A. Nè, đây là mạch ADN nên là nó sẽ không có U ở trong này nha. G liên kết với X, X liên kết với G, U sẽ liên kết với gì nhỉ? U sẽ liên kết với A. U nữa sẽ là A, X, T và G. Ví dụ thứ ba, một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotide như sau. Hãy xác định trình tự nucleotide
trong đoạn mạch bổ sung của đoạn gen đã tổng hợp nên cái đoạn mạch ARN nói trên. Có nghĩa là bài này sẽ yêu cầu các em là viết cái đoạn mạch bổ sung của một cái đoạn gen đã tổng hợp nên, thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Đây là cái đề cô ghi lại. Cái mạch ARN này nó sẽ được tổng hợp ở trên cái mạch khuôn như thế này, đúng không? A liên kết với T, U liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G. Tương tự chúng ta sẽ viết được các cái nô còn lại. Tuy nhiên, đề không hỏi mạch khuôn, mà đề hỏi là cái đoạn mạch bổ sung. Có nghĩa là từ cái mạch khuôn này, từ cái mạch khuôn của ADN này, các em sẽ viết cho cô một cái đoạn mạch bổ sung còn lại. Nó chính là một cái mạch còn lại của ADN. Thì T nó sẽ liên kết với A, A liên kết với T, X liên kết với G và G liên kết với X. A sẽ là T, T, G, A và cuối cùng là X. Các em hãy chú ý quan sát cái đề nó đang yêu cầu chúng ta làm gì nhé. Chúng ta sẽ có một số dạng như vậy. Vậy thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.